Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đầu tư 2 triệu đô la cho chức Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an Ngày 27 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán Cần Thơ, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, sắp được điều động về Bộ Công an giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03, kế nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng mới vừa lên chức Thứ trưởng Bộ Công an. Vị trí giám đốc tỉnh Quảng Ninh sẽ được trao cho đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán Đông Anh, Hà Nội, hiện là giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Đại tá Nguyễn Quang Phương, sinh năm 1976, quê quán Quảng Ninh, hiện là cục phó cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an sẽ lên nắm giữ chức vụ cục trưởng C03, kế nhiệm thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm mới vừa lên chức thứ trưởng Bộ Công an. Và đây là hình thiếu tướng Trần Văn Thiện bên trái và trung tướng Lê Minh Hùng bên phải. Thiếu tướng Trần Văn Thiện, đệ ruột của Vương Đình Huệ, hiện là Cục Phó Cục Cảnh sát, Quản lý trại giam C-10 Bộ Công an, sẽ lên nắm giữ chức vụ Cục trưởng Cục C-10, kế nhiệm trung tướng Lê Minh Hùng sắp nghỉ hưu. Được biết, trung tướng Lê Minh Hùng sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh, là anh ruột của ông Lê Minh Hân, trưởng ban tổ chức Trung ương đảng. Bố của Hưng là Cố Thượng tướng Lê Minh Hương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và là người nâng đỡ, dìu dắt Tô Lâm trên con đường thăng tiến trong Bộ Công an. Chính vì vậy, Lê Minh Hưng tuy là người Hà tĩnh nhưng lại thuộc nhóm Tô Lâm. Trở lại chuyện Thiếu tướng Trần Văn Thiện, hồi đầu tháng 5 năm 2024, thời báo .d đã đưa tin như sau. Đại gia Đồ Bành, thân Đức Nam đã đầu tư 2 triệu đô la Mỹ cho Thiếu tướng Thiện để lên chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam C-10. Theo đó, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục C10, hứa sẽ nhường chức Cục trưởng cho Trần Văn Thiện, cam kết sẽ về nghỉ hưu theo chế độ mà không xin gia hạn thêm thời gian. Nói về tình trạng mua quan bán chức tại Bộ Công an mà Tô Lâm để lại, khi lên nắm quyền ở Bộ Công an, Tô Lâm đã bóp chặt chính sách, thâu tóm mọi quyền lực và quyết định về tay mình. Thời Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an, các thứ trưởng của Bộ có quyền lực và tiếng nói rất lớn. Nhưng khi Tô Lâm lên nắm quyền, ông đã thu hết quyền bính về tay mình, các thứ trưởng chỉ hữu danh vô thực. Và đây là hình Tô Lâm, ông trầm mua bán chức trong ngành công an. Tô Lâm thâu tóm mọi thứ từ những chuyện nhỏ nhất. Ví dụ, trước đây khi một đơn vị của Bộ Công an tuyển dụng cán bộ thì chỉ cần phê duyệt của thứ trưởng phụ trách, nhưng sau này phải xin ý kiến đồng ý của chính Bộ trưởng Bộ Công an. Khi lên nắm quyền ở Bộ Công an, Tô Lâm cho giải tán hết các tổng cục để nắm quyền bổ nhiệm đến trưởng, phó phòng các cục, công an các tỉnh. Theo dư luận trong ngành công an, thì cấp phòng cao nhất cả tỷ đồng, những phòng như kinh tế, giao thông thì nhiều tỷ đồng. Cấp cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc, tùy từng đơn vị địa phương từ vài trăm ngàn hoặc lên đến cả triệu đô la. Mục đích của Tô Lâm khi giải tán hết cấp tổng cục là để thâu tóm quyền lực và vơ vét. Đó là di sản mà Tô Lâm để lại tại bộ công an. Được biết tình trạng mua quan bán chức ở Việt Nam đã diễn ra từ mấy chục năm nay, từ khi tổng trọng lên nắm quyền thì tình trạng này ngày càng công khai, trắng trợn và phổ biến hơn. Đến mức vào năm 2019, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tiến Sinh phải đưa vấn đề này ra trước nghị trường. Tuy nhiên, rất khó xác định ai mua, ai bán bởi cả người mua và người bán đều là những quan chức, thậm chí là quan rất to. Đại biểu Sinh cũng cho rằng việc nhũng nhiễu đối với người dân là có sự chỉ đạo sự ăn chia của lãnh đạo một cách có hệ thống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đầu tư 2 triệu đô la cho chức cục trưởng cục C10 Bộ Công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Lâm toan tính gì trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch? Ngày 23 tháng 7, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Sao quốc tang là điều gì cho Tô Lâm? Tác giả cho biết, đã 4 năm kể từ sau cái chết của ông Lê Khả Phiêu, Việt Nam mới tổ chức một lễ quốc tang. Theo Nghị định số 105, đây là hình thức lễ tang cao cấp nhất dành cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước, gồm 4 cấp lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao và lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, quy cách cờ rủ, số lượng vòng hoa, giải băng đen, địa điểm tổ chức lễ tang là nơi an táng đều được quy định theo nghị định. Tác giả cũng cho biết, ông Tô Lâm với tư cách là trưởng ban lễ tang sẽ đọc lời điếu và tuyên bố phúc mặc niệm, trong khi quân nhạc sẽ cử bài Hồn tử sĩ của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân, VOA. Ông Trọng sẽ được mai táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch và vị vua tại vị hơn 13 năm sẽ trở về với lòng đất vô tri vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Tác giả nhận xét, ông Trọng được coi là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Là tiến sĩ về xây dựng đảng, ông đã gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát chính trị khi loại được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bước lên vị trí quyền lực tối cao vào năm 2016. Ông Trọng cũng có biệt tài nói suông mồm, người nghe thấy liền mạch và hợp lý, nhưng không động lại được gì về mặt tư duy. Là sinh viên khoa văn, ông có thể thực hiện liên khúc. Nhiều chuyện nghe có vẻ sướng tai, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thường lại xung đột lẫn nhau. Tác giả cho rằng, chính ông cũng đang lúng túng trong một mớ lý thuyết về chủ nghĩa xã hội, đang bị thực tiễn thách thức gây gắt. Lấy cảm hứng từ đã hổ diệt rồi của Tập Cận Bình, ông thúc đẩy một chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò Ông đã chỉ đạo hàng loạt cuộc điều tra, xét xử nhiều vụ tham nhũng lớn, đưa ra ánh sáng nhiều quan chức cấp cao. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng nỗ lực đập chuột nhưng tránh vỡ bình của ông đã là vô vọng vì chính chiếc bình sinh ra chuột và cuộc rượt đập này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Tác giả bổ sung, khi tiến hành đốt lò, ông Trọng rất cần một công cụ và thanh gươm mà ông sử dụng chính là bộ công an do Tô Lâm đứng đầu. Ông Tô Lâm giờ đây đã dựa vào thế đốt lò mà ra đòn với các nhân vật tiềm năng có thể thay thế ông Trọng. Tiếc rằng thanh gươm Bộ Công an được ông Trọng sử dụng nhằm triệt hạ những quan tham đã dần dần bành trướng, cản đường tất cả những ai có khả năng tiềm tàng, bước đến vị trí cao nhất và buộc Bộ Chính trị làm con tin để Tô Lâm thực hiện ý đồ của mình. Tác giả cũng cho rằng với cương vị chủ tịch nước và là trưởng ban lễ quốc tang cho ông Trọng, Tô Lâm đang là người có quyền lực nhất và ứng viên sáng giá nhất cho chức danh tổng bí thư. Tuy vậy, ông còn hơn một năm nữa để chứng tỏ mình là lựa chọn duy nhất. Trước mắt, chắc chắn Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, đồng thời thực thi chính sách ngoại giao cây tre để duy trì thế chiến lược quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Với chuyến xuất mã đầu tiên sang Lào, rồi Campuchia, Tô Lâm khẳng định cam kết coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị của Việt Nam với hai nước anh em này và làm tăng xung đột với những lợi ích của Trung Quốc tại Campuchia qua kênh đạo Phù Nam Techno. Trong bối cảnh có quá nhiều kẻ thù trong và ngoài nước, liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh để đối phó hay không? Tác giả nhận định tất cả phụ thuộc vào sự khôn ngoan của ông Tô Lâm trong việc dàn xếp nội bộ. Theo đó, tuyệt đối phải hòa hoãn với cánh quân đội, giữ tình hòa hiếu được với bạn vàng, phương Bắc và Hoa Kỳ. Nếu Tô Lâm làm được như vậy, hình ảnh một vị tướng công an đã tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ăn bò giáp vàng hay chỉ đạo tấn công vào làng Đồng Tâm có thể sẽ được quên lãng. Thế nhưng, từ nay đến đại hội 14 vẫn là một chặng đường dài đối với Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm toan tính gì khi trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới